Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của nội tâm. Ví dụ về xem xét nội tâm là gì? Một ví dụ về nội tâm là khi bạn thiền để cố gắng cải thiện cảm xúc của chính mình. Tâm lý học hướng nội, cụ thể là hành động hoặc quá trình tự kiểm tra hoặc kiểm tra những suy nghĩ và cảm xúc của chính mình. Nhận thức mà tâm trí có những hành vi và trạng thái riêng của nó, ý thức tự giác, sự phản ánh. Nội quan hoạt động như thế nào? Xem xét nội tâm là một quá trình bao gồm hướng nội để xem xét suy nghĩ và cảm xúc của chính mình. Việc sử dụng thí điểm mẫn là tương tự như những gì bạn có thể làm khi bạn phân tích và suy nghĩ và cảm xúc của riêng bạn, nhưng theo một cách nhiều cấu trúc hơn và nghiêm ngặt. Mục đích của việc xem xét nội tâm là gì? Một cá nhân phân tích bản thân hành vi của họ. Một trong những mục tiêu của việc xem xét nội tâm là đạt được nhận thức về cảm xúc. Đó là một quá trình mà bạn xem xét tính cách của mình và cách nó tác động đến người khác. Thông qua quá trình này, một người có thể hiểu rõ hơn các quá trình tinh thần của họ. Người sống nội tâm là gì? Người sống nội tâm dành thời gian đáng kể để kiểm tra suy nghĩ và cảm xúc của chính mình. Nếu bạn ghi nhận ký của mình sau một cuộc chia tay hoặc không hạnh phúc, bạn đang sống nội tâm. Từ Latin introspi, chư phương tiện để nhìn vào bên trong, và đó là những gì một người nội tâm nói theo nghĩa bóng. Nội tâm tốt hay xấu? Thời gian ở một mình trong suy nghĩ có thể là tích cực, một môi trường phong phú cho sự phát triển và sự sáng tạo của cá nhân, nhưng cũng có thể nguy hiểm khi chúng ta quay lưng lại với chính mình một cách tiêu cực. Xem xét nội tâm có thể là một quá trình tự phản ánh, kiểm tra và khám phá lành mạnh. Điều này tốt cho sức khỏe và trí não của bạn. Nhược điểm của việc xem xét nội tâm là gì? Mặc dù có một số ưu điểm, nhưng phương pháp quan sát nội tâm hoặc quan sát chủ quan cũng là một số nhược điểm. Nhược điểm của phương pháp nội quan, người quan sát được mong đợi thực hiện đồng thời hai hoạt động tinh thần. Anh ấy trải nghiệm các quá trình tinh thần của mình, đồng thời phân tích những trải nghiệm này. Ngày nay, có sử dụng nội quan không? Xem xét nội tâm vẫn được sử dụng rộng rãi trong tâm lý học, nhưng dưới những tên gọi khác nhau, chẳng hạn như khảo sát tự báo cáo, phỏng vấn, nó cũng phải là phương pháp mà là tên của nó bị loại khỏi từ vựng tâm lý học thống trị. Tại sao nội tâm không đáng tin cậy? Nghiên cứu tâm lý cho chúng ta biết rằng nội tâm thường là một nguồn kiến thức không chính xác, cao về bản thân. Sự phụ thuộc quá mức vào các chuyến đi xem xét nội tâm làm giảm hiệu suất, giảm chất lượng quyết định và thậm chí làm suy yếu khả năng của nhận thức. Tại sao việc xem xét bản thân lại quan trọng? Tự phản ánh là một cơ chế để rà soát những cảm xúc nội bộ của bạn bằng cách hướng nội, giúp bạn xây dựng một quan hệ của bạn bị mất với riêng bạn. Nó giúp bạn tìm kiếm giải pháp của các vấn đề của mình và phần lớn là do bạn tự làm. Làm thế nào để tôi tự xem xét nội tâm? Tất cả những gì bạn cần làm là tự hỏi mình một số câu hỏi. Hỏi mình những câu hỏi về bản thân, viết các câu hỏi, sau đó viết ra câu trả lời của bạn cho các câu hỏi. Bạn hỏi bản thân về quá khứ, hiện tại và tương lai của bạn, đồng thời soạn câu trả lời cho những câu hỏi tích cực, sâu sắc và thúc đẩy bạn. Làm thế nào để xem xét nội tâm trong tâm lý học ban đầu? Sự xem xét nội tâm của Wall không phải là một mối quan hệ nhân quả, mà là một hình thức tự kiểm tra được thực hành cao. Ông đã huấn luyện các sinh viên tâm lý học và đưa ra các quan sát sai lệch bởi cách diễn giải cá nhân hoặc kinh nghiệm trước đó và sử dụng kết quả để phát triển lý thuyết về suy nghĩ có ý thức. Phương pháp nội quan trong tâm lý
giáo dục là gì? Tìm hiểu nội tâm là phương pháp lâu đời nhất của tâm lý giáo dục. Nội tâm có nghĩa là tự quan sát, tức là nhìn vào trạng thái tinh thần của chính mình. Nội tâm có nghĩa là tự kiểm tra hành vi bên trong của một cá nhân. Mẫn là kiến tiết kiệm đơn giản nhất và hầu hết tất cả các phương pháp của tâm lý giáo dục. Xem xét nội tâm có phải là nguồn kiến thức của bản thân không? Nội tâm liên quan đến việc hướng nội và tham khảo trực tiếp thái độ, cảm xúc và suy nghĩ của chúng ta để có ý nghĩa. Tư vấn suy nghĩ và cảm xúc của chính mình đôi khi có thể dẫn đến ý nghĩa tự kiến thức. Tuy nhiên, chính xác của việc xem xét nội tâm đã được đặt ra câu hỏi kể từ những năm 1970. Sống nội tâm có phải là một điều xấu không? Trên thực tế, việc xem xét nội tâm có thể làm lu mờ nhận thức của chúng ta và dẫn đến một loạt hậu quả không lường trước được. Đôi khi nó có thể làm nổi lên những cảm xúc không hiệu quả và khó chịu, có thể cuốn lấy chúng ta và cản trở hành động tích cực. Việc xem xét nội tâm cũng có thể ru chúng ta vào một cảm giác chắc chắn sai lầm rằng chúng ta đã xác định được vấn đề thực sự. Tại sao nội tâm lại quan trọng trong tâm lý học? Khi khái niệm này được nghiên cứu sâu hơn, nó trở thành một cách tiếp cận chính thức trong tâm lý học để hỗ trợ người khác nhằm khuyến khích sự hiểu biết tốt hơn về những suy nghĩ và hành động của người trong quá khứ. Xem xét nội tâm rất quan trọng vì nó thúc đẩy và duy trì một hướng tích cực cho sự phát triển và tăng trưởng tinh thần. Nhớ subscribe hay đăng ký để xem video kế tiếp. Cảm ơn.